Cô xin chào toàn thể các em học sinh. Hôm nay thì cô sẽ ôn tập cho các bạn cái kiến thức trọng tâm để thi học kỳ 2. Cô hy vọng rằng cái video bài giảng ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn nhiều cái kiến thức bổ ích. Cụ thể đó là hôm nay cô cùng các bạn sẽ đi sửa cái đề cương ôn tập của môn vật lý 6 học kỳ 2. Phần trắc nghiệm thì cô sẽ sửa trực tiếp trên lớp cho các bạn. Còn cái phần tự luận cô sẽ sửa trong cái video bài giảng. Đầu tiên đó là cái phần nhận biết. Câu số 1, cho bảng thống kê sau. Hãy rút ra nhận xét từ bảng thống kê. Vậy thì cái bảng thống kê này có hai cột. Cột thứ nhất là các cái chất rắn. Cột thứ hai là độ tăng chiều dài của các thanh kim loại khác nhau. Có chiều dài ban đầu đều là 100 cm. Khi chúng ta tăng nhiệt độ cho nó thêm 50 độ C. Thứ nhất đó là thanh nhôm. Chiều dài ban đầu của thanh nhôm là 100 cm. Khi chúng ta tăng cho nó thêm 50 độ C thì thanh nhôm dài ra thêm là 0,12 cm. Thanh đồng ban đầu chiều dài cũng là 100, khi tăng nhiệt độ thêm 50 độ C thì nó tăng thêm độ dài là 0,086 cm. Tiếp theo đó là thanh sắt. Chiều dài ban đầu của thanh sắt là 100 cm. Khi chúng ta tăng thêm nhiệt độ cho nó 50 độ C thì độ dài của nó tăng thêm là 0,060 cm. Vậy thì từ cái thông tin này thì chúng ta sẽ rút ra được các cái nhận xét sau. Cái nhận xét thứ nhất đó là chúng ta thấy là các cái chất rắn khác nhau này, nhôm đồng sắt là các cái chất rắn khác nhau, thì sự nở vì nhiệt của chúng sẽ là khác nhau. Cái nhận xét thứ hai đó là các bạn sẽ đi sắp xếp cho cô cái thứ tự nở vì nhiệt từ ít tới nhiều hoặc là từ nhiều tới ít của các cái thanh nhôm, đồng và sắt. Như vậy ở đây cô sẽ sắp xếp theo thứ tự nở vì nhiệt từ ít tới nhiều. Như vậy ít nhất đó là thanh sắt này, rồi đến thanh đồng, và sau cùng là thanh nhôm. Bởi vì chúng ta thấy là 0,060 thì bé hơn 0,086, và 0,086 thì lại bé hơn 0,12. Như vậy chúng ta sẽ có thứ tự nở vì nhiệt từ ít tới nhiều là sắt, đồng, nhôm. Còn các bạn nào mà sắp xếp theo thứ tự nở vì nhiệt từ nhiều tới ít cũng được, thì chúng ta sẽ để nhôm đầu tiên, cái đến là đồng và sau cùng là sắt. Tiếp theo, câu số 2. Cho bảng thống kê sau đây, hãy rút ra nhận xét từ bảng thống kê. Cột thứ nhất đó là chất lỏng. Cột thứ hai, ghi lại độ tăng thể tích của 1.000 cm khối chất đó khi nhiệt độ của nó tăng từ 0 độ C lên 50 độ C. Thứ nhất đó là cồn. Như vậy 1.000 cm khối cồn khi nhiệt độ tăng từ 0 đến 50 độ C thì cồn tăng thêm thể tích đó là 58 cm khối. Rồi 1.000 cm khối ete khi tăng nhiệt độ từ 0 độ C đến 50 độ C thì nó tăng thêm thể tích là 80 cm khối. Tương tự như vậy với nước. Khi tăng nhiệt độ cho nước từ 0 đến 50 độ C thì 1.000 cm khối nước sẽ tăng thêm thể tích đó là 12 cm khối. Và tương tự như vậy đối với thủy ngân, độ tăng thể tích của nó là 9 cm khối. Như vậy từ cái bảng thống kê này, các bạn cũng sẽ phải rút ra cho cô được những cái nhận xét sau. Nhận xét thứ nhất đó là các chất lỏng khác nhau. Cồn, ete, nước và thủy ngân, đây là các chất lỏng khác nhau. Thì sự nở vì nhiệt của chúng là hoàn toàn khác nhau. Cái nhận xét thứ hai, các bạn làm tương tự như câu số 1, đó là chúng ta cũng phải rút ra được thứ tự nở vì nhiệt từ ít tới nhiều hoặc là từ nhiều tới ít của các chất lỏng. Giờ chúng ta thấy từ cái bảng thống kê này thì thủy ngân rõ ràng là nở vì nhiệt ít nhất có 9 thôi. Cái đến là nước là 12. Tiếp theo là ete, cô xin lỗi, tiếp theo là cồn là 58 và sau cùng đó là ete là 80. Vậy chúng ta có thứ tự nở vì nhiệt từ ít tới nhiều. Đó là thủy ngân này, rồi đến nước, rồi đến cồn và sau cùng là ete.
Nếu các bạn nào mà sắp xếp theo thứ tự đã vì nhiệt từ nhiều tới ít thì chúng ta sẽ ghi theo trình tự ngược lại. Đó là ete, rồi đến cồn, nước và sau cùng là thủy ngân. Câu số 3. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy, hiện tượng nào liên quan đến sự đông đặc? À, như vậy thì để xác định được hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy và hiện tượng nào liên quan đến sự đông đặc thì các bạn phải nhớ lại các cái kiến thức, đó là thế nào là sự nóng chảy và thế nào là sự đông đặc. Như vậy thì sự nóng chảy là cái quá trình mà chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất. Còn sự đông đặc thì ngược lại, đó là cái quá trình mà chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Cô xin lỗi, đó là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Còn sự nóng chảy là quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng này. Còn sự đông đặc là ngược lại, đó là quá trình chuyển thể từ lỏng sang rắn. Như vậy chúng ta dễ dàng chọn được các những cái hiện tượng liên quan đến sự nóng chảy và sự đông đặc. Nhất đó là hiện tượng liên quan đến sự nóng chảy. Thứ nhất đó là đốt nến này các bạn. Vì khi đốt nến thì sáp nến sẽ bị chảy thành giọt rơi xuống. Đó là sự nóng chảy từ rắn thành lỏng này. Lấy đá từ tủ lạnh ra ngoài, chúng ta thấy là đá nó sẽ bị tan dần thành nước. Đó. Như vậy là từ rắn sang lỏng. Rồi một que kem đang tan cũng vậy. Nó cũng chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng. Như vậy đó là hiện tượng, các cái hiện tượng liên quan đến sự nóng chảy. Tiếp theo là các hiện tượng liên quan đến sự đông đặc. Đó là đổ rau câu. Khi mà chúng ta đổ rau câu thì chúng ta sẽ lấy bột rau câu trộn chung với nước. Tùy cái lượng nước chúng ta đổ mà chúng ta sẽ đun trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Khi mà nó nóng, nó sôi rồi ha, thì chúng ta sẽ đổ vào các cái ly hoặc các cái khuôn. Thì khi mà rau câu nó nguội thì nó sẽ bị đông đặc lại thành thể rắn. Như vậy đây là quá trình chuyển từ lỏng sang rắn này, đó là sự đông đặc này. Tương tự như vậy, nước đóng thành băng cũng là cái quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Hoặc là đặt một lon nước vào ngăn đá tủ lạnh thì nó sẽ bị đông lại, cũng là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Như vậy đây là các cái hiện tượng mà liên quan đến cái sự đông đặc. Tiếp theo, chúng ta đi sang phần thông hiểu. Câu số 1. Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước nóng và nước đá để tách hai cốc ra. Hỏi bạn đó phải làm như thế nào? Như vậy thì muốn tách hai cốc này ra mà chúng ta lại có nước nóng và nước đá, thì cái cốc bên trong thì chúng ta sẽ đổ nước đá vào. Bởi vì cái cốc bên trong khi gặp lạnh thì nó sẽ co lại. Đồng thời chúng ta sẽ đặt cái cốc ở bên ngoài vào nước nóng, thì cốc bên ngoài khi gặp nóng thì nó sẽ nở ra. Như vậy thì cốc bên trong co lại, còn cốc bên ngoài nở ra. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng tách được hai cốc. Như vậy thì câu trả lời cô nhắc lại một lần nữa, đó là chúng ta cho nước đá vào cốc bên trong để cốc này lạnh đi và co lại, và đồng thời chúng ta nhúng cốc bên ngoài vào nước nóng để cốc này nóng lên và nở ra. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng tách được hai cốc này. Tiếp theo câu số 2. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng. Ở đây chúng ta có 4 loại nhiệt kế: thủy ngân, rượu, kim loại và nhiệt kế y tế, kèm theo cái thang nhiệt độ của chúng. Như vậy thì các bạn hãy suy nghĩ xem chúng ta phải dùng nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, của cơ thể người, của nước đang sôi và của không khí trong phòng. Như vậy thì cái phần này các bạn cũng đã được học ở trên lớp rồi. Riêng có cái nhiệt kế kim loại thì cô chưa giới thiệu. Như vậy thì chúng ta đã biết cái nhiệt kế thủy ngân với cái thang đo là từ âm 10 độ C cho đến 110 độ C. Thì nhiệt kế này thường được dùng trong phòng thí nghiệm để đo nhiệt độ của các cái thí nghiệm, ví dụ như là đo nhiệt độ của nước đang sôi, đo nhiệt độ sôi của rượu, hoặc là đo nhiệt độ nóng chảy của băng phiến, hoặc nhiệt độ đông đặc của băng phiến, vân vân. Như vậy cô nhắc lại một lần nữa, đó là nhiệt kế thủy ngân
thì được dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm. Tiếp theo là nhiệt cái rượu, có thang nhiệt độ là từ âm 30 độ C cho đến 60 độ C. Thì nhiệt cái rượu này thích hợp để đo nhiệt độ của không khí trong phòng hoặc là không khí ngoài trời, tức là đo nhiệt độ của khí quyển. Tiếp theo là nhiệt kế y tế, với thang đo là từ 34 độ C đến 42 độ C. Thì nhiệt kế này hầu như ở gia đình nào cũng có, dùng để đo nhiệt độ của cơ thể. Và tiếp theo đó là nhiệt kế kim loại, cái thang đo của nó là từ 0 độ C đến 400 độ C. Như vậy cái nhiệt kế này thì dùng để đo nhiệt độ của bàn là khi đang là quần áo đó. Như vậy thì đây là cái kết quả cụ thể, các bạn có thể ghi lại để chúng ta ôn tập cho tốt. Tiếp theo, chúng ta đi sang cái câu số 3. A là hãy lấy hai ví dụ minh họa cho sự đông đặc, và câu B là lấy hai ví dụ minh họa cho sự nóng chảy. Thì cái này cũng tương đối là dễ, các bạn có thể lấy ví dụ rất là nhiều các cái ví dụ khác nhau trong đời sống, hoặc có thể là lấy ví dụ như của cô. Hai ví dụ minh họa cho sự đông đặc, ví dụ như chúng ta làm nước đá, hoặc là chúng ta đổ rau câu, hoặc là làm kem, hoặc là hiện tượng nước đóng thành băng, vân vân. Rồi hai ví dụ minh họa cho sự nóng chảy, đó là nước đá đang tan, kem đang tan, hoặc là băng tan, tuyết tan, vân vân. Tiếp theo chúng ta sang cái phần vận dụng thấp. Câu số 1, phần vận dụng thấp. Tại sao ở phía trên bầu đựng chất lỏng? Của nhiệt kế y tế lại có một chỗ thắt. Còn các nhiệt kế rượu và nhiệt kế thủy ngân dùng trong phòng thí nghiệm thì lại không có cái chỗ thắt này. Như vậy các bạn quan sát cho cô, đây chính là cái nhiệt kế y tế đây. Cái chỗ này là bầu chứa thủy ngân này. Vỏ bên ngoài của nhiệt kế này thì làm bằng thủy tinh rồi. Cái bầu chứa nhiệt kế, bầu chứa thủy ngân ở dưới đây là ở vị trí này. Tiếp theo đây là ống quản. Ống quản thì ống quản là cái nơi mà khi thủy ngân gặp mà nóng nở ra và nó di chuyển lên. Đây, cái ống quản là cái vị trí là cái này đây. Ống quản đây. Và cái phần này là cái phần người ta phóng to ra. Đây, người ta phóng to cái ống quản ở gần bầu chứa thủy ngân. Như chúng ta thấy đặc điểm ở đây đó là ống quản ở gần bầu chứa thủy ngân này có một cái chỗ bị thắt lại đây. Đây, nó thắt lại chỗ này. Bị thắt lại. Như vậy thì tại sao cái ống quản ở gần bầu chứa thủy ngân nó lại bị thắt lại? Như vậy thì trước khi mà giải thích về cái vấn đề này, thì trước khi mà giải thích về cái chỗ thắt này thì cô sẽ nói qua về cái quy trình hoạt động của cái nhiệt kế y tế. Thì trước khi mà chúng ta muốn sử dụng nhiệt kế y tế để chúng ta đo nhiệt độ của cơ thể thì chúng ta phải vẩy thật mạnh nhiệt kế này để cho thủy ngân ở trong ống quản này nó tụt xuống trở về bầu. Vẩy rất nhiều lần và phải vẩy thật mạnh đó. Sau đó chúng ta mới đặt cái bầu nhiệt kế này này vào cơ thể. Thì khi chúng ta đặt bầu nhiệt kế này vào cơ thể khoảng từ 3 đến 5 phút chúng ta sẽ lấy ra để chúng ta đọc được cái giá trị nhiệt độ cao nhất của cơ thể. Như vậy thì chúng ta đã biết là nhiệt độ của cơ thể chúng ta trung bình là vào khoảng 37 độ C. Còn nhiệt độ của không khí bên ngoài thì thường thường là thấp hơn nhiệt độ của cơ thể. Do đó là khi mà chúng ta cặp cái nhiệt kế này vào cơ thể, sau đó chúng ta đợi khoảng 3 đến 5 phút chúng ta lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể, thì chúng ta thấy rõ ràng là thủy ngân bên trong cái bầu chứa này này nó bị thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột.
bởi vì nhiệt độ trong cơ thể chúng ta là cao, còn nhiệt độ bên ngoài không khí nó thấp hơn. Do đó khi chúng ta lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể thì thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột như vậy thì cái thủy ngân bên trong bầu này, này nó sẽ bị tụt xuống, nó sẽ bị tụt xuống và nó sẽ không chỉ giá trị nhiệt độ chính xác nữa. Do đó cái chỗ thắt ở ống quản này này, cái chỗ thắt của ống quản ở gần bầu chứa nhiệt kế này, này nó có tác dụng, đó là khi chúng ta lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể thì thủy ngân ở trong cái ống quản này, khi đã dâng lên trong ống quản này, này nó bị thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột thì nó sẽ bị co lại, và khi nó co lại như vậy thì nó sẽ không thể quay trở về bầu nhiệt kế được ngay. Cái chỗ thắt này này giúp cho thủy ngân không thể quay trở về bầu nhiệt kế được ngay, do đó giúp cho chúng ta đọc được giá trị nhiệt độ cao nhất của cơ thể chúng ta chính xác. Như vậy cô nhắc lại một lần nữa, đó là cái chỗ thắt ở trong nhiệt kế y tế này này tại ống quản đó có tác dụng ở đây là ngăn cản không cho thủy ngân trong cái quá trình giãn nở vì nhiệt, nó không trở về bầu đựng thủy ngân được ngay khi nhiệt độ giảm. Nhiệt độ giảm ở đây tức là khi chúng ta lấy từ cơ thể chúng ta ra khỏi, khi lấy nhiệt kế ra khỏi cơ thể đó, thì là nhiệt độ không khí nó thấp, vậy thủy ngân nó rất là dễ dàng co lại và trở về bầu. Tức là cái chỗ thắt này cô nhắc lại một lần nữa, đó là nó có tác dụng ngăn không cho thủy ngân khi giãn nở vì nhiệt như vậy, không trở về bầu đựng thủy ngân được ngay lập tức khi nhiệt độ bị giảm như thế. Do đó giúp chúng ta đọc được nhiệt độ cao nhất mà chúng ta muốn đo của cơ thể. Còn cái nhiệt kế rượu cũng như là nhiệt kế thủy ngân dùng trong phòng thí nghiệm thì nhiệt kế này nó không có cái chỗ thắt, bởi vì là chúng không được dùng để đo nhiệt độ cao nhất mà chúng dùng để đo cái sự thay đổi nhiệt độ thôi. Ví dụ như là sáng nay nhiệt độ là bao nhiêu, rồi chiều nhiệt độ là bao nhiêu, hoặc là nhiệt kế thủy ngân thì dùng để đo nhiệt độ sôi của rượu hoặc là nhiệt độ sôi của nước, cũng như là nhiệt độ đông đặc hoặc nóng chảy của băng phiến trong phòng thí nghiệm, vân vân. Tiếp theo chúng ta sang cái câu số 2. Tại sao ở các nước hàn đới, tức là những cái nước nằm sát Bắc Cực hoặc Nam Cực, chỉ có thể dùng nhiệt kế rượu mà không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ không khí ngoài trời? Nhưng mà chúng ta lưu ý ở những cái nước hàn đới là những cái nước mà rất là lạnh, nhiệt độ không khí ở ngoài trời có thể lên tới âm vài chục độ C, ví dụ như âm 40, âm 50 độ C. Mà chúng ta thấy rằng nhiệt kế thủy ngân thì thủy ngân nó thường thường là bị đông đặc ở âm 39 độ C, mà nhiệt độ không khí ngoài trời của những cái nước hàn đới này có thể lên hạ thấp xuống tới âm 40, âm 50. Như vậy thì thủy ngân đến âm 39 độ C nó đã bị đông đặc rồi. Do đó là không thể nào dùng nhiệt kế thủy ngân để đo được nhiệt độ ngoài trời khi mà nhiệt độ ngoài trời nó tới âm 40 hoặc âm 50 độ C. Trong khi đó thì rượu đông đặc ở nhiệt độ là âm 117 độ C. Do đó là dùng nhiệt kế rượu có thể đo được những cái nhiệt độ như là âm 40, âm 50 độ C. Như vậy cô nhắc lại một lần nữa, đó là ở các nước hàn đới thì về mùa đông thì nhiệt độ nó không khí ngoài trời có thể hạ xuống rất là thấp, tới âm vài chục độ C, thấp hơn nhiệt độ đông đặc của thủy ngân là âm 39 độ C rất là nhiều. Do đó là không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ ngoài trời mà chỉ có thể dùng nhiệt kế rượu, bởi vì rượu đông đặc ở âm 117 độ C. Tiếp theo chúng ta đi sang câu số 3. Người ta ứng dụng hiện tượng nở vì nhiệt của chất khí trong khinh khí cầu. Như vậy thì em hãy giải thích tại sao khinh khí cầu có thể bay lên được. Thì chúng ta lưu ý này, ở bên trong khinh khí cầu bao giờ cũng có một cái bộ phận đốt nóng không khí. Và khi chúng ta đốt nóng không khí thì không khí ở bên trong sẽ có nhiệt độ cao hơn so với không khí ở bên ngoài. Chính vì điều này, do đó là không khí ở bên ngoài có nhiệt độ cao hơn, do đó là
tích của không khí ở bên trong nó sẽ tăng. Khi thể tích của không khí bên trong tăng thì khối lượng riêng của không khí ở bên nóng ở bên trong đó sẽ giảm đi. Và trong khi đó thì khối lượng của không khí ở bên lạnh ở bên ngoài vẫn không thay đổi. Như vậy thì khối lượng riêng của không khí nóng ở bên trong sẽ nhỏ hơn so với bên ngoài. Do đó là không khí ở bên trong mà nhẹ hơn thì nó sẽ làm cho cái khinh khí cầu này bay lên. Tức là nói tóm lại là khi mà khối lượng riêng của không khí nóng ở bên trong nhỏ hơn khối lượng riêng ở bên ngoài thì lúc này nó bên ở bên ngoài nó sẽ sinh ra một cái lực đẩy và đẩy khinh khí cầu bay lên cao. Bởi vì những cái chất nào mà nhẹ thì nó sẽ bay lên cao, còn chất nào nặng hơn thì nó sẽ ở dưới. Thì khinh khí cầu khi bị đốt nóng như vậy thì không khí ở bên trong nóng lên, khối lượng riêng của nó giảm đi, và nó sẽ nhẹ đi và nó sẽ bay lên cao. Như vậy cái câu trả lời như sau nha các bạn. Cô nhắc lại một lần nữa, đó là khinh khí cầu có một cái bộ phận đốt nóng không khí. Khi mà không khí bị đốt nóng như vậy thì nhiệt độ của nó sẽ cao hơn so với không khí bên ngoài. Do đó khối lượng riêng của không khí bên trong nhỏ hơn khối lượng riêng của không khí bên ngoài. Chính điều này làm cho cái khinh khí cầu nó sẽ bay lên. Tiếp theo,